Vâng, em Việt xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị khách hàng cùng quay trở lại với kênh YouTube Việt Xế Chất với hotline tư vấn là 0968 22 889. Vậy thì ngày hôm nay em Việt sẽ tiếp tục mang tới cho các bác một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ được mệnh danh là ông vua của địa hình, đến từ thương hiệu Toyota của Nhật Bản. Một chiếc xe được rất là nhiều người ưa thích bởi cái form dáng thiết kế nó hầm hố đẳng cấp, đi kèm với đó là một cái khả năng vận hành cực kỳ là ấn tượng trên các cái cung đường địa hình khác nhau. Vậy thì ngày hôm nay trước mặt các bác là một sản phẩm đến từ thương hiệu Toyota, một chiếc Land Cruiser Prado. Và chiếc xe này thì hiện tại em Việt đang chào bán với một con số nó chỉ còn rẻ như là một chiếc Toyota Altis thôi, nhưng mà đẳng cấp và chất lượng của nó thì mang tới cho các bác nhiều hơn thế. Vậy thì chi tiết chất lượng xe này như thế nào thì xin mời các bác chúng ta hãy cùng em dành ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc Land Cruiser Prado mà em Việt đang có tại đây các chị nhá. Đầu tiên thì các bác có thể thấy là Prado là một cái dòng xe mà có một thiết kế không bao giờ bị lỗi thời. Các thế hệ của nó thì rất ít thay đổi. Đấy, có thể nói là chỉ có mới sang thế hệ 2024 sắp tới thì nó có một sự lột xác thôi. Còn các bác có thể thấy là từ đời 2009 hoặc là cho đến tận 2023 bây giờ thì những cái đường nét thiết kế của dòng Prado này gần như trở thành huyền thoại rồi. Và chúng ta có thể nhìn ngay giúp em vào cái mặt ca lăng của xe. La răng của xe này. Đấy, xe này trang bị la răng đa chấu, vâng, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Đấy, vâng, và đây là một chiếc xe 7 chỗ nên các bác có thể thấy là cái lốp của nó cũng khá là dày dặn, tạo cảm giác êm ái nhá. Đấy, vâng, và phanh này, xe nó chạy ít, con này chạy của em có 10 vạn km thôi. Đây các bác nhìn này, nó vẫn còn trắng phau phau. Ok chưa ạ? Xi nhan tích hợp trên gương, bật cửa lên xuống, viền chân kính nẹp chrome. Và con này thì đặc biệt đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho các bác màn hình Android cũng như là cam 360 độ vòng quay xe rồi. Đấy, và đương nhiên là bước xuống từ chiếc xe này thì chắc chắn là người khác phải ngưỡng nhìn các bác, bởi các bác thể thấy là cái form dáng của nó nhìn rất là đồ sộ, bê vệ, đúng không ạ? Giá nóc để đồ trên cao này. Đấy, và các chị ta ngắm nhìn một chút ngoại thất chiếc xe này đi. Vâng, quá đẹp luôn, quá đẳng cấp luôn. Phía sau chúng ta thấy nổi bật đó chính là đuôi gió tích hợp đèn phanh ở trên cao. Đấy, con này thì không có gạt mưa kính phía sau, vì sao thì một chút nữa em sẽ quay các bác tại sao. Đây, đèn của nó là đèn LED này, kết hợp với bóng đèn xi nhan là đèn halogen. Và các bác để thấy chất lượng của nó theo thời gian này, quá yêu luôn. Phía dưới chúng ta có cảm biến cảnh báo va chạm nhá. Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm. Vâng. Và các chị có thể thấy là nhìn đằng sau thôi là chiếc xe này cũng cảm thấy đã yêu ngay rồi, đúng không ạ? Rất là xịn sò và đẳng cấp. Và đây là tại sao cái này nó không có gạt mưa kính phía sau, vì dòng Prado này một điểm rất hay là nó mở cả được cái kính này. Đấy, để các anh chúng ta có thể để đồ vào bên trong này mà không cần phải mở cả cốp ra nhá. Đó, xịn chưa ạ? À, còn nếu muốn mở cốp thì chúng ta sẽ mở kiểu ngang như này. À, khi mở ngang như này thì các bác sẽ thấy là chúng ta sẽ có một không gian cốp cực kỳ rộng. Đấy, để cho các anh chị chúng ta có thể tha hồ để đồ. Và các bác nhìn này, chủ nhân cũ người ta đi rất là giữ gìn này, các chi tiết nhựa của nó này. Đấy, nó đẹp, nó không để lại vết xước sát trên các chi tiết nhựa này. À, trong này chúng ta có một vài cái hộp để đồ nhá, để kích các thứ. Đấy, và phía sau này thì anh chị thể thấy là kể cả chúng ta có cổng cắm sạc tận 220V luôn nhá. 100W. À, các bác nhìn các chi tiết nhựa của nó này. Vâng. Không biết là chủ nhân cũ người ta đi kiểu gì mà là mới kính cong này, gần như không sử dụng đến hàng ghế thứ ba luôn các bạn. Đó, con này quá yêu luôn. Vâng, cửa gió. À, cửa gió thì nó ở trên phần trần kia. Đấy, và trần thì các bác nhìn cho em tổng thể này, rất là sạch đẹp. Và nguyên zin nguyên bản nhé. Con này thì cái bao zin của bác, xe không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước. Đó, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ cho các chúng ta thể sang tên chính chủ. Đấy, và trong cái trường hợp mà các chúng ta muốn đi 7 người, các bác gặp cái hàng ghế, kéo hàng ghế thứ ba lên. Đấy, xe lỗi tất đỏ. Vâng, một cái màu cực kỳ là thể thao. Vâng, và rất hiếm đúng không ạ? Và đây các chị để thấy là nguyên zin cái bản tường lốp này. Hơi bụi tí nhưng các bác thông cảm nhé. Đấy, nguyên zin cái bản tường lốp. Ok chưa ạ? Đó, rất chất lượng luôn. Vâng, một chiếc xe mà phải nói là không có từ gì để chê. Đấy, vâng, các anh chị có thể ngắm chọn giúp em ngoại thất chiếc xe này đi. Vâng, nó rất là xịn sò luôn. La răng này. Đấy, không một vết xước sát gì luôn nhá. Đấy, cụm phanh bên trong trắng phau. Vâng, chạy có 10 vạn km thôi các bạn. Vâng, không quá nhiều. Đấy, con này của em là phiên bản nhập Nhật nhé, động cơ máy xăng 2.7 2 cầu. Và tiếp tục thì chúng ta lại quay trở lại phần đầu xe. Có thể nói là phần đầu chiếc Prado này thực sự là mang trong mình một cái form dáng thiết kế quá mạnh mẽ. Đấy, đầu tiên các chị thể để ý đó chính là những đường gân dập nổi ở trên lắp capo. Đấy, kết hợp với mặt ca lăng to bản với những thanh sọc và dọc và mạ chrome. Và các bác có thể thấy thiết kế của nó quá bề vệ đúng không ạ? Hệ thống đèn pha thì chiếc xe này được trang bị bóng đèn bi Victor này, kết hợp đèn LED định vị ban ngày này. Đấy, có rửa đèn pha nhá. Và đèn gầm thì là đèn bi cầu thủy tinh. Đây là cái chi tiết mà chủ nhân cũ người ta nâng cấp lên cho các bác. Đấy, cho cái hiệu ứng ánh sáng siêu sáng luôn. Và đây các anh chị ta có thể ngắm chọn cho em. Đấy, ngoại hình của chiếc xe này. Con này thì
phải nói là đẹp chấm hết luôn các bạn. Đó, đẹp chấm hết luôn nha, nguyên zin nguyên bản. Vâng, máy số zin, không đâm đụng, không tay lại, không thủy kích, và xe vừa đăng kiểm xong, còn tận đến tháng 4 năm 2024. Được chưa? Vâng. Vậy thì ngoại thất các bác đã thấy ok chưa? Bây giờ thì em mời các anh chị ta đi vào nội thất bên trong của xe này nhé, xem tình trạng của nó ra sao sau quá trình sử dụng được không ạ? Prado với một cái mức giá ban đầu chúng ta để sở hữu chiếc xe này nó rơi vào khoảng 2 tỷ 7, 2 tỷ 8, khá là lớn. Nhưng đây thì có thể nói là một chiếc xe mà không dành cho người yêu công nghệ, bởi thực sự là những sản phẩm của Toyota thì chưa bao giờ được trang bị quá nhiều option cả. Cái mà chiếc xe này hấp dẫn người dùng đó chính là cái khả năng vận hành cũng như là khả năng vượt địa hình. Đấy, và mà chiếc xe nó mang lại và độ bền bỉ mà nó mang lại cho người sở hữu, đúng không ạ? Với cùng với đó là một cái form dáng thiết kế đẳng cấp. Chiếc xe này thì đây các bác có thể thấy nội thất bên trong, dù giá tiền tỷ nhưng mà nó không có quá nhiều option đâu các chị nhá. Ghế thì nó chỉ có lên xuống là chỉnh điện thôi. Đấy các bác thấy, lên xuống chỉnh điện thôi nhá. Đấy, ghế da zin nguyên bản màu đỏ, và cái nội thất đỏ này thì cũng khá hiếm này. Đấy, lâu lâu chúng ta mới thấy một cái chiếc xe mà được trang bị nội thất ghế da đỏ. Con này thì nguyên zin nguyên bản, các bác nhìn này, bản này bản nhập Nhật nhá. Đấy, nhập Nhật các chị nhá. Đây, từ cái móc khóa này, từ con ốc bản lề cửa các bác soi giúp em. Đấy, nó còn nguyên zin nguyên bản, đúng không ạ? Vô lăng 4 chấu, kích thước khá là lớn nhưng mà cầm nắm thì rất là nhẹ nhàng. Đấy, và nó chỉ có một vài những tính lăng cơ bản thôi, nghe thoại rảnh tay này, tăng giảm âm lượng. Được chưa? Đèn thì vẫn là đèn cơ, chưa có đèn auto, gạt mưa cũng vậy luôn. Đấy, gương kính chỉnh điện, gập gương tự động. Đó, và bản tapi cánh cửa thì đây, các bác thấy giúp em này. Đấy, ốp gỗ và da. Đấy, còn chi tiết nhựa ở trên. Toàn bộ kính là kính auto nhá, tất cả 4 kính là kính auto rồi. Đấy, và phần trần này. Đấy, con này thì các bác có thể thấy là từng cái tem mác này, nguyên zin nguyên bản nhá. Đấy, đẹp long lanh luôn, trần thì chủ nhân cũ người ta giữ rất là sạch đẹp. Ghế da bên phía phụ này cũng còn khá là ok. Vì đây là một chiếc xe được sản xuất năm 2009 các bạn. Vâng, 2009. Đấy, nhưng mà độ bền bỉ của chiếc xe này thì các bác thấy là không từ gì để chê, và các bác nhìn xem là công tơ mét của nó này. Đấy, có 10 vạn thôi và máy em vừa nổ, nhưng các bác thấy nó êm chưa? Máy của nó phải nói là quá êm ái luôn. Đó, rất chất lượng các bạn. Vâng, và đây màn hình Android này. Đấy, con này là có cam 360 nhá. Đấy, khi anh chúng ta mà bật xi nhan này thì các bác sẽ thấy đấy, nó sẽ chuyển ra để cho anh chúng ta có thể soi được. Đó, rất ok luôn. Đó, bật cái này ra chúng ta thấy chủ nhân đã lên cho chúng ta đầy đủ start top rồi, đầu đài là nguyên bản này. Ổ 6 đĩa CD nhá. Đấy, gài cầu thì đây các bác sử dụng cái gài cầu cơ này. Đấy, và đây cần số này. Bọc gỗ, ốp gỗ hết. Vâng, rất là sang. Đúng không ạ? Đấy, vâng, vô lăng bọc da chạy ít nên các bác nhìn được khóe vô lăng của nó này. Đấy, vâng, da zin của nó nhá, chứ không phải da bọc lại đâu. Vâng. Rất ok luôn. Đây, tablo tapi này. Đấy, rất là sạch đẹp, mà một chiếc xe xứng đáng được mệnh danh là lùi đồng cuối đá. Đấy, con này thì các bác có thể nói là dùng 10 năm nữa chứ chẳng có vấn đề gì. Và tiếp tục thì các anh chị thể thấy đây là hàng ghế thứ hai. Thì chúng ta thể thấy đây là chiếc xe 7 chỗ ngồi, gầm cao. Nên cái hàng ghế sau thì cực kỳ là rộng rãi. Và riêng hàng ghế sau này chúng ta cũng sẽ có thể chỉnh điều hòa auto này, hướng gió này và nhiệt độ nhá. Rất là xịn sò đúng không ạ? Và cửa gió điều hòa của nó thì ở trên phía trên đầu này. Đó, phía trên này các anh chị ạ. Đấy, có đèn trần này. À, vâng, có đèn trần và nội thất ghế da thì đây. Đẹp long lanh luôn. Đó, chất lượng còn rất ok. Và một chiếc xe 2009 mà các bác thấy là giữ được cái nội thất như này thì phải nói là quá yêu luôn, đúng không ạ? Quá yêu luôn. Đấy, quay tiếp cho các bác sang phía bên này. Đó, để các anh chị ta có thể đánh giá nhé. Bao zin của bác nhá, không đâm xô, không tai lạ, không thủy kích. Được chưa ạ? Đấy, các anh chị ta mua về là chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Vâng, chỉ việc đổ xăng là chạy thôi các bác. Đó, vâng, quá đẹp luôn. Đấy, túi khí này, cửa gió điều hòa này. Đấy, tất cả nguyên zin bản, bác nhìn về. Đây. Căng đét luôn. Vâng, máy đang nổ nhưng mà cực kỳ êm. Và vậy thì để tự đánh giá chất lượng chiếc xe thì em mời các bác chúng ta mở cửa, mở lắp capo, chúng ta đánh giá cái động cơ của nó nhé, xem tình trạng của nó ra sao sau quá trình sử dụng được không ạ? Vâng, vậy thì xin mời các anh chị chúng ta cùng em khám phá tới khoang động cơ của chiếc xe này. Xe được trang bị động cơ máy xăng 2.7 và em đang để nổ máy nhá. Nhưng mà các bác có thể thấy là máy nổ nó quá êm luôn. Đấy, con này thì bao zin nó bắt từ gioăng cò, các anh chị nhìn này. Đấy, từng con ốc nó vẫn còn sáng 7 màu luôn. Đó, máy nổ im thin thít. Được chưa? Và các bác làm cảm thấy lăn tăn chất lượng thì có thể là đem đi check hãng nhá, công nghệ VVTI. Đấy, con này thì zin được lắp capo luôn này. Đó, máy nổ êm thin thít luôn. Vâng, các bác thấy quá chất lượng luôn đúng không ạ? Chạy 10 vạn. Vâng, quá ít. Vâng, và thì trên đây là chi tiết chất lượng của chiếc Land Cruiser Prado đời 2009 nhập Nhật, động cơ máy xăng 2.7.
Đương nhiên là đời 2009 thì nó sẽ không có form như này đâu các bác nhá. Và chủ nhân cũ thì đã tốn hơn 100 triệu để mà nâng cấp lên cho nó body kit của đời 2021 rồi, với phần đầu xe và phần phía sau, giúp cho form dáng của nó trở lên hiện đại hơn rất là nhiều. Con này thì vẫn bao cho các bác đăng kiểm cách bình thường. Anh chị đừng lo lắng cái việc đăng kiểm nhá, vẫn đăng kiểm cách bình thường. Vâng, vậy thì với mức giá 750 triệu, các bác nào mà cảm thấy ok thì xin mời các chúng ta nhấc máy và alo cho em Việt theo hotline 0968 22 889 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán, được không ạ? Vậy thì một lần nữa em Việt cảm ơn các bác đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ, và ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất.